Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Việt Nhật tối ngày 19 tháng 8 của Ohio Blog. Ngay sau đây, hãy cùng Ohio Blog điểm nhanh những tin chính trong 24 giờ qua. Mở đầu những tin tức chính tại Nhật Bản. Về tình hình dịch Covid-19, Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục, chính quyền choáng váng. Cụ thể trong ngày 18 tháng 8, Nhật Bản ghi nhận gần 24.000 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất từ trước tới nay. Nâng tổng số ca mắc lên con số 1.207.309 ca. Đặc biệt có đến 27 trên tổng số 47 tỉnh của Nhật Bản chứng kiến số ca mắc mới cao chưa từng thấy. Số ca ở tỉnh Osaka lần đầu tiên vượt mốc 2.000 với 2.296 ca mắc mới, trong khi tỉnh Hioko, Aichi, Fukuoka cũng lập kỷ lục mới với số ca mắc trong ngày đều vượt mức 1.000 thành phố Tokyo ghi nhận 5.386 ca mắc mới, chỉ thấp hơn một chút so với mức kỷ lục được ghi nhận vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Dịch bệnh tăng mạnh đang đẩy hệ thống y tế Nhật Bản với nguy cơ quá tải với hơn 80% số giường chăm sóc đặc biệt đã được sử dụng. Các bệnh viện công hiện chỉ tiếp nhận những ca bệnh nặng như bị viêm phổi nghiêm trọng hay cần máy thở. Thủ tướng Suga thừa nhận rằng sự lây lan của biến thể Delta là hoàn toàn bất ngờ, và đối mặt với sự chỉ trích khi dịch bệnh lây lan mạnh trong nước sau kỳ Thế vận hội Olympic vừa diễn ra ở Tokyo. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc hạn chế người đến các cửa hàng tiện ích và các địa điểm tập trung đông người, đồng thời nỗ lực để bổ sung dường bệnh và nguồn cung vaccine. Đảng Cộng sản Nhật Bản đánh giá cao sự đồng lòng chống dịch của Việt Nam. Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã hội kiến và trực tiếp trao thư cảm ơn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Phạm Minh Chính đến đồng chí Shika Yuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản. Chủ tịch Shika Yuo trân trọng cảm ơn các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đảng và hai nước, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong ứng phó với dịch Covid-19 sự nhất trí, đồng lòng và sự ủng hộ đến mức cảm động của nhân dân đối với các biện pháp quyết liệt của chính phủ. Tất cả vì sự an toàn và sinh mệnh của nhân dân. Chủ tịch Shikai cũng bày tỏ mong muốn khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, hai đảng sẽ sớm nối lại các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và các hoạt động giao lưu trao đổi lý luận trở lại bình thường. Nhật Bản khó có thể tổ chức tổng tuyển cử vào nửa đầu tháng 9 tới. Thủ tướng Suga trước đó đã lên kế hoạch giải tán hạ viện để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sau khi Paralympic Tokyo 2020 kết thúc vào ngày 5 tháng 9 tới. Lý do trì hoãn cuộc bầu cử được đưa ra là Nhật Bản vẫn đang trong thời kỳ áp đặt tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19. Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 7 tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái và như vậy tăng trong 5 tháng liên tiếp. Bộ Tài chính cho biết kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này là khoảng 67 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng này chủ yếu là do xuất khẩu ô tô sang Mỹ tăng và xuất khẩu các sản phẩm sắt thép và các thiết bị xây dựng khác sang Hàn Quốc tăng. Nhật Bản lần thứ hai hủy bỏ chặng đua F1 Grand Prix do Covid-19. Chặng đua công thức 1 F1 tại Nhật Bản năm 2021 vừa bị hủy bỏ do đại dịch Covid-19. Đây là năm thứ hai liên tiếp sự kiện thể thao này bị hủy bỏ tại Nhật Bản vì dịch bệnh. Tiếp theo là tình hình thời tiết. Khu vực phía Tây Nhật Bản và vùng Tokai được dự báo sẽ có lúc có mưa lớn cho tới hết thứ Năm. Một số khu vực ở vùng Kyosu phía Tây Nam đã có lượng mưa trong một tuần lớn hơn nửa lượng mưa hàng năm. Cục khí tượng cho biết việc trời tiếp tục mưa sẽ làm gia tăng đáng kể, nguy cơ xảy ra thảm họa, cảnh báo khả năng xảy ra lở đất và ngập lụt đã được đưa ra cùng với khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn. Và sau đây là các tin tức chính ở Việt Nam ngày 19 tháng 8 hôm nay. Về dịch bệnh COVID, hôm qua 8.644 ca nhiễm mới ở Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 2.800 F0 tại cộng đồng trong một ngày. Dự đoán số ca F0 trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng trong những ngày tới. Các tin khác trong nước, hàng triệu tài khoản Facebook tại Việt Nam bị khóa sau một đêm vì chia sẻ linh nhạy cảm vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Cùng với đó là cảnh báo về dịch vụ lấy lại tài khoản bị khóa có dấu hiệu lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân. Nâng công suất sân bay Côn Đảo lên 2 triệu khách một năm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định quy hoạch cảng hàng không sân bay Côn Đảo nâng công suất sân bay này từ 4.000 khách như hiện nay lên 2 triệu khách trên một năm. Bất động sản nghỉ dưỡng lại lao dốc, vẫn tiếp tục vấp phải những khó khăn trước làn sóng Covid-19 lần thứ tư phức tạp. Năm 2021, mặc dù mạng lưới cảng biển ở Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng luôn luôn trong tình trạng ùn ứ vì dịch bệnh, nhưng sản lượng hàng container qua cảng Việt Nam 8 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng 18%. Các quý đồng hương đang sinh sống và làm việc tại Nhật thân mến, Hôm nay ngày 19 tháng 8, chúng ta hãy cùng hướng về kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thân yêu. Trong chuyên mục Điểm các tin nổi bật trên thế giới, WHO lên án những nước giàu vội vàng tiêm mũi tăng cường vaccine COVID-19, trong khi nhiều nước đang thiếu vaccine. Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ tăng mạnh, hơn 1.000 ca trong một ngày. Phát hiện nhiều mảnh xác người trong buồng cảng vận tải cơ C-17 Mỹ sơ tán từ Afghanistan iPhone 13 sẽ có giá từ 699 đô la Mỹ. Xiaomi bán 200.000 chiếc Mi Pad 5 trong 5 phút. Tuy kế hoạch chậm lại, nhưng Apple vẫn kỳ vọng sẽ chuyển 20% sản lượng AirPods sang Việt Nam. Cuối bản tin là tỷ giá yên nhật, cập nhật đến 7 giờ tối ngày 19 tháng 8. Giá một yên mua đang là 202.28 đồng bằng tiền mặt và 204.32 Việt Nam đồng bằng chuyển khoản. Yên Nhật đang có giá bán là 212.89 đồng theo Vietcombank. Tỷ giá theo các dịch vụ chuyển tiền khác, quý vị vui lòng theo dõi trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin tối ngày 19 tháng 8. Hẹn quý vị vào số tiếp theo của bản tin Việt Nhật. Ohio Blog xin kính chào và hẹn gặp lại!